Hello, xin chào anh chị, quý vị các bạn đã quay trở lại với video của Mạnh Ô Tô và em là Tùng Siêu. Và hôm nay thì sẽ về tiếp cho anh chị và bạn một con xe Hyundai Accent 2018. Và báo giá luôn cho anh chị và bạn thì con này nó khoảng 380 triệu là em bán bao rút hồ sơ, xe vừa mới về. Đấy, sau khi cái video này lên thì em sẽ cho đi dọn dẹp cũng như là sơn tỉa con xe này. Đấy, tổng thành phía bên ngoài đây anh chị và bạn có thể thấy chính chủ tư nhân, vì đặc biệt là dòng này là số tự động nên là gần như không có dịch vụ taxi. Bản số tự động tất nhiên thì nó cũng chưa phải là bản cao cấp, nó chỉ là bản số tự động thôi. Đấy, nó chưa lên bản cao cấp, ví dụ như là nó chưa có hệ thống cửa sổ nóc. Đấy, hay là la răng của nó chưa phay, nó vẫn chỉ là la răng đúc thôi. Đây, tổng thành gần như xước sát của con xe này nó rất là ít, có xước anh chị nhé. Thì để quay luôn cho anh chị bạn xem những phần nó xước sát để anh chị biết đây là một con xe chưa có dọn dẹp, chưa có sơn tỉa gì. Em có xe mộc đây anh chị nhìn đây. Đấy, phía dưới anh chị nhìn thấy không? Đấy, cái phần mõm đằng trước này thì cái này nó bằng nhựa thôi. Nó bằng nhựa và nó xước, xước thì em sẽ cho đi sơn tỉa đây này. Đấy. Có một ít ở chỗ đấy. Đấy, xe cũ thì không thể tránh được những cái việc mà xước sát, nhưng mà con xe này thì nó không hề bị đâm đụng, không hề tai nạn, cũng không hề ngập nước và không có chạy taxi dịch vụ, xe gia đình. Và chủ xe người ta mua con này thì đa số để phục vụ cho việc là đi du lịch gia đình. Đấy, xe chưa có dọn gì anh chị nhá, chưa có dọn nên là có thể là phía bên trong nội thất có thể một số chỗ thì nhìn nó sẽ hơi bụi. Đây, ghế này, nhưng mà màn hình này, màn hình từ đầu, màn hình DVD, đèn ổ start top, vô lăng thích hợp, trang bị cũng khá là đầy đủ rồi. Và đấy, màn hình theo xe đây, đây anh chị nhìn này. Đấy, chỉ là cái nào bạn, con này nó chưa phải là bản cao cấp thôi. Đây, quay gần về mặt vô lăng cổ số cho anh chị bạn xem. À, về độ sần của nó là nguyên luôn, hai bên thành vô lăng này nguyên luôn. Màn hình này định vị đây. Đấy, Accent 2018, xe đi loanh quanh đâu đấy khoảng hơn 7 vạn rồi. Cái táp ly cửa này, phần phía bên trong nó vẫn là nỉ này, nỉ nguyên zin nguyên bản này chị nhé, nỉ đẹp luôn đây. Màu vàng cát. Giá chốt cho anh chị 380 triệu bao rút hồ sơ anh chị nhé. Báo luôn giá công khai lên cho anh chị bạn biết để anh chị bạn có thể xem xe, test xe cũng như là có nhu cầu thì chúng ta alo. Đấy. Đây, chìa bấm đây nhá. Chìa bấm này. Đấy, đi qua đến hệ thống máy của xe này. Với dòng này thì máy của nó là 1.4 cũng ăn khá là ít nhiên liệu thôi. Với dòng xe số tự động này thì nó ăn đâu đấy, nó loanh quanh nó khoảng tầm 8 lít trên 100 cây. Máy chưa hề dọn, máy mộc. Đấy. Máy chưa hề dọn gì cả. Nhưng mà là máy nguyên zin nguyên bản. Máy nguyên zin nhá. Đây là đấy, một con xe mà nó mộc luôn từ phía bên thân vỏ phía ngoài cho đến nội thất và cho đến phần máy nguyên zin nguyên bản, để quay lên cho anh chị bạn xem, sau đó dọn xong thì nó sẽ sạch và nó bóng. Đây, keo chỉ là zin này, anh chị nhìn này, keo chỉ đây quay. Keo chỉ rồi đinh bấm này là nguyên zin của nó từ đầu. Anh chị bạn có thể lựa chọn. Máy zin từ mặt luôn anh chị nhé, máy zin từ mặt. Nỉ khoang máy, nỉ cabo còn. Dọn xong thì nói chung là nó sạch và nó bóng này anh chị, có thể nhìn là chúng ta không ra đâu. Và đây em quay luôn lên một con xe mà nó đẹp, và khi em quay luôn lên để anh chị biết là khi chất xe nó mộc nó như nào, và dọn xong thì xe nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Đấy, nếu anh chị bạn chúng ta có nhu cầu về con xe này thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại ở trên màn hình nhé, hoặc đến là tại salon để xem xe, test xe. Cảm ơn chị đã xem video và chúng ta sẽ gặp lại nhau những giờ clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.